Sau đây biên tập viên thời tiết Quốc Sáng sẽ chuyển tới quý vị khán giả những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào anh Quốc Sáng ạ. Được biết là miền Trung chuẩn bị đón một đợt mưa lớn, vậy đâu là những nguyên nhân gây ra cái đợt mưa này vậy thưa anh Thắng? Vâng, đợt mưa này thì nguyên nhân gây mưa lớn điển hình ở khu vực Trung Bộ, đó là không khí lạnh dồn xuống kết hợp với cả nhiễu động gió đông anh Dương ạ. Và thưa quý vị là mưa sẽ diễn ra trong khoảng 2 đến 3 ngày và trọng tâm mưa là ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa trong 2 ngày có nơi có thể lên tới là trên 400mm. Còn khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Trị và từ Bình Định trở vào đến Khánh Hòa thì lượng mưa phổ biến là từ 80 đến 150mm và có nơi trên 200mm. Do mưa lớn, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Lưu ý là khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi thì có khả năng lũ lên mức báo động 2. Đề phòng sạt lở đất trên các sườn đồi núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp và khu đô thị. Lũ lên thì bà con sinh sống quanh lưu vực sông thời gian này tuyệt đối chúng ta không đánh cá vớt củi trên sông, không đi qua ngầm tràn khi nước đang lên và chảy xiết. Trong các đợt mưa lũ trước đây thì đã có nhiều người tử vong và mất tích vì đi qua ngầm tràn bị nước cuốn trôi. Về tình hình không khí lạnh thì đang tiến sát biên giới nước ta và dự báo ngày mai Bắc Bộ thời tiết sẽ thay đổi hẳn. Thủ đô Hà Nội và các thành phố khác thì nhiệt độ sẽ giảm mạnh, không nơi nào vượt quá mức nhiệt 22 độ, trời có mưa nhỏ, đôi lúc nên cảm giác rét rõ. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội đêm nay có mưa nhỏ, trời rét 18 độ, sang ngày mai tiếp tục nhiều mây có mưa, nhiệt độ không quá 20 độ. Thành phố Huế nằm trong vùng mưa lớn của Trung Bộ, dự báo từ đêm nay đến ngày mai trời có mưa to, nhiệt độ cao nhất khoảng 25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay mưa và chiều tối mai mưa thoáng qua, trời mát 25 độ. Trưa mai thì trời nắng mạnh, nhiệt độ tăng lên 33 độ.